Ok anh em, chào ta lại về trùm một đập pack nha. Hôm nay chúng ta sẽ có đập con gì đây? Sẽ đập con Chúng ta sẽ cùng nhau đập con Arinera Husayaya 35 mà trừ đi 12 sẽ bằng bao nhiêu? Tôi sẽ trả lời luôn là 2, 23. 23 ở đây nhá. Nó sẽ cần có khoảng 8 thẻ. 8 lần trong pack. Ờ. Trong chúng ta sẽ có gì? Đây nha ta sẽ có 5 cái x5 này. 1 lô sẽ 5 5 cái. Mỗi 350, 8 lô sẽ bằng 2800. Thế tôi sẽ có thể có khả năng gọi là mở khóa. Nhưng mà khóa thế nào thì anh em cùng nhau xem với tôi nha. Ok. 1 2 3. Đây là lần thứ nhất này. Tôi không muốn ăn lấy con MC12 đâu. Tôi không thích lấy con MC12 nên tôi đánh à. ok. Thì lệ của chúng ta sẽ có khoảng thừa khoảng 350. Ok. Lần đập thứ hai. 700 Ok Tôi, tôi lại ấn nô xanh Để tôi còn để xem tôn đủ để lấy con MC12 hay không 27 Ok Thêm một, đập, một lần đập đập nữa Là chúng ta đã có được khoảng uh, con Arena Husaya rồi Được có khoảng uh, x3 Ok chúng ta đã có được mắc uh, sao con Arinera rồi đấy yep. Tôi làm cái gì để để nhân dịp rằng là tôi đã Đây là ngày nhân dịp rằng là Elite Class C được thay đổi rồi Và sẽ chơi Và sẽ chơi cho nó dễ hơn rồi đấy Elite Class C bây giờ nó sẽ dễ hơn rồi đấy yep. Và chúng ta sẽ chỉ mất khoảng uh, 1427 28 đúng không 1400 sẽ khoảng 700 này nghe ta đã mất được 4 lượt Ok mất 1400 để đập được con đấy và cũng nhau mắc lên con này thôi mắc thì tôi sẽ gọi là để um, hôm sau để tôi còn để dành à um, để tôi còn để dành mấy cái luật nâng cấp đã dù cho tôi triển khai và trong trường hợp này luôn hiện nay đang uh, chưa có đang là elite class s nghĩa là còn là một tuần nữa sẽ là elite class c và anh em cùng nhau xem xem là có con nào để tôi có thể chơi được không hennessy năm f 5 ai mà có được con này là 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 hay này bugatti bolit một con xe gọi là chỉ đua trong đường đua gamera yep vẫn là con xe trong syndicate 4 nó chung xin đi kết năm bây giờ là nó sẽ dễ hơn nếu mà anh em gọi là đã có đủ mảnh ghép của mùa trước đấy mũi đi mấy đi mảnh ghép của mùa trước đấy anh nhầm xin sáu mới đúng xin đi kết ba bốn năm nó nó khó từ lên xuống dưới còn xin đi kết sáu nó sẽ âm. cũng cũng thế nhưng mà nó sẽ gọi là dễ nhưng mà nó sẽ dễ hơn nhưng mà nó dễ hơn nếu mà anh em mà có đủ token để mà đập bách để lấy được lấy được uh, syndicate coin giống như tuấn đạt văn chẳng hạn anh ấy đã lấy được cái lấy được con bô um, bolit mà không cần nạp mà rồi sau đó hỏi lại anh nạp bao nhiêu anh ấy bảo không nạp thế suy ra là làm anh ấy um, chơi xin kết mà không nạp tiền đấy rất là giỏi luôn thôi để đây kết thúc rồi xin chào anh em hẹn gặp lại các bạn vào những buổi sau nha bye bye